Em muốn chia sẻ thì đến nay là cũng lâu rồi thì anh em chúng ta mới có cái buổi trao đổi như thế này lại đấy. Như ở Việt Nam chúng ta đây nó vẫn bảo là không có tự do internet, không có tự do thông tin, thế mà Facebook có, YouTube có, đúng không ạ, Twitter có, Telegram có, TikTok có, chung quy gần như các mạng xã hội nền tảng xã hội ở Việt Nam mình cái nào cũng có hết, cái nào cũng có, đúng không ạ, mà ở bên đó là hở ra nó cấm thì nó lại không cho rằng là bóp nghẹt thông tin hay là bóp nghẹt tự do thông tin gì cả, mà nó cho rằng chuyện đó là bình thường vì an ninh quốc gia. Thế chúng ta thấy nó có lạ lùng không? Mà giống như kiểu là chúng ta thấy là trong cái vấn đề mà quan sát trao đổi mà cái con hâm hâm dở dở ở bên Pháp mà nó luôn đưa ra là ở bên Pháp có mấy nghiệp đoàn xong nó so sánh với ở Việt Nam đó, thì ở đây thực tế ra cái công cuộc đấu tranh ở Việt Nam chúng ta từ cái giai đoạn trước năm 1930, có nghĩa là trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó, thì chúng ta có cái kiểu như thế này chưa? Có. Hoặc là chúng ta nhớ về cái công xã Paris, đúng không ạ, người dân xuống đường là gì, chịu sự bóc lột nhiều quá, đúng không ạ, thế xuống đường là biểu tình này, bãi công này, đòi tăng lương này, giảm giờ làm này, vân vân và vân vân hết, cũng ra đối thoại này, đúng không ạ, với lại chủ xưởng này, chủ nhà máy này, rồi vân vân. Thế nhưng có được giải quyết vấn đề gì không? Không, chả có gì cả, chả được gì cả, thậm chí còn bị giống như kiểu người dân Pháp hiện nay, đó là gì, mày ra đường lộn đàn áp xộn, cảnh sát nó đánh cho dập mề luôn, đúng không ạ, mà nó đánh cho dập mề không thằng nào dám kêu luôn. Thế thì cái đó nó gọi là gì, cách mạng không triệt để, không như ở Việt Nam chúng ta. Thực ra ở Việt Nam chúng ta cũng đã như vậy, cũng đã làm các cái bước như vậy, nhưng mà cuối cùng là gì, người dân vẫn là thiệt, và các chủ xưởng, các cái địa chủ rồi các cái ấy, người ta vẫn cứ nắm quyền sinh quyền sát, quyền tài sản trong tay người ta hết. Thế thì người dân chả có gì cả, thế đòi được hôm nay ngày mai nó lại bắt tay với nhau. Ví dụ cái thằng sản xuất gạo đi ha, cái thằng nó có hàng trăm hectare lúa đó, thì nó lại bắt tay với cái thằng nhà máy xây sát đi. Bây giờ cái thằng ở công nhân nhà máy xây sát đó, thì nó rồi tăng lương, ok tao tăng lương cho mày, bữa sau tao bán gạo tăng lên, nó cũng vậy thôi, đúng không ạ. Có nghĩa là anh kiếm được một đồng thì anh cũng bỏ một đồng ra anh mua từng đó gạo, một ký gạo, mà anh đòi tăng lên đồng rưỡi thì bữa sau nó cũng bán một đồng rưỡi một ký gạo, nó không vậy, nó không gì thay đổi đâu. Thế thì hôm nay Vâng ở ạ. Pháp cũng vậy, thì các cái nghiệp đoàn nó làm gì, tự dưng kêu gọi người dân xuống đường biểu tình xong nó đánh cho dập mề, có cái thằng nghiệp đoàn nào ra ra bảo kê không, đúng không, có thằng nào nghiệp đoàn nào dám đứng ra đi đầu tiên không, có thằng nào nghiệp đoàn nào mà đi đầu tiên xong rồi phi vào cảnh sát đầu tiên không, đâu có đâu, toàn mấy ông thần ông thánh là gì, toàn là người dân không à, toàn là nông dân, toàn là công nhân, nghe nó nghe nó xúi xúi à, xuống đường đi, cứ xuống đường đi là mạnh thôi. Mà nó quên mất một điều, đó là gì, chính phủ Pháp người ta có công cụ ở trong tay, được chưa ạ, người ta điều chỉnh pháp luật, được chưa, có pháp luật, có công cụ, đó là gì, đó là cảnh sát, có phương tiện, có xe chống biểu tình bạo loạn, đúng không, có súng bắn đạn hơi cay, có rồi vân vân cả, rồi có súng bắn nước giải tán đám đông, đúng không ạ, rồi có cả thậm chí là súng quân dụng, súng quân dụng là các loại vũ khí, trong khi đó chưa kể nước Pháp là một trong những nước hình như có vũ khí hạt nhân nữa cơ. Thế thử mấy thằng mày cứ thử làm loạn lên để mà đoạt chính quyền, giống như kiểu cái vụ mùng 6 tháng 1 đồi Capitol xem, đúng không, chả thấy cái thằng nghiệp đoàn nào mà ấy hết. Cái loại này là loại gì, ta thấy trùng chăn hô sung phong, thế nhưng mà nó lại đi xúi cho người dân Việt Nam đang đi ra ngoài, nó đều phải xuống đường thế này, nó xuống đường để làm cái gì, xuống đường giải quyết vấn đề gì, chả giải quyết vấn đề gì cả, trong khi quyền lợi của người dân ở Việt Nam vẫn được đảm bảo, đúng không ạ, quyền và lợi ích hợp pháp vẫn được nhà nước bảo vệ, pháp luật bảo vệ, đúng không ạ, thì lý do gì mà người công nhân ở Việt Nam người ta phải xuống đường, chả có lý do gì cả. Chứ ở bên Pháp á, nó nhiều nghiệp đoàn như vậy, nó tự do như vậy mà nó không bảo vệ được quyền lợi của công nhân, nó còn xúi người ta ra đường cho bị đánh nữa, xong nó trốn mất tiêu. Có thấy cái thằng 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 đứng đầu nghiệp đoàn nó đứng ra nó ấy gì đâu, nó ra nó cầm micro nó phát biểu đã, rồi nó nói hay lắm, nó nói giống như kiểu là các nhà thuyết giảng, nó ra nó nói diễn thuyết rất là hay, xong rồi 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 đó, tao nói xong rồi mấy mày đi biểu tình đi, rồi tao đứng sau rồi tao hô, rồi cuối cùng mấy thằng đi lên trước thì bị ăn đòn trước, đúng không ạ, nó đánh là dập mề, xong bắt đầu nó nhốt giống như vụ 6 tháng 1 ra, hồi cuối cùng rồi nó xử tù cho một mớ.
Rồi ai chịu? Người dân chịu, đúng không ạ? Người dân chịu. Mà trong khi đó, đó là cái vấn đề cốt lõi nhất, đó là cái quyền lợi của người dân là không được đảm bảo, nó mới dẫn đến cái việc đó. Còn nếu như theo mà cái thông tin mà các anh đưa ra đó, sang là bên đó không làm có ăn thì chả việc gì người dân người ta phải làm cái việc như vậy cả. Người ta đâu có dạy hơn các anh để mà người ta đi ra đường để người ta đấu tranh đối với quyền lợi người ta để bị đánh như vậy đâu. Thế nhưng mà chúng ta thấy rất là rõ là tuy nhiên là Tổng thống Pháp người ta thông qua cái luật đó thì người ta so với hiến pháp thì là không sai, thế nhưng lại không thông qua Quốc hội. Một cái điều này chúng ta thấy rất là lạ lùng, mà không phải đây là lần đầu tiên, mà theo thống kê hình như trong 10 tháng là chính phủ Pháp người ta đã thông qua 11 cái dự luật là bằng cách đó, bởi vì khi sợ người ta sợ đưa ra Quốc hội là sẽ không được. Thế thì cái vai trò Quốc hội Pháp nó nằm ở đâu, đúng không ạ? Mà Quốc hội Pháp với Quốc hội Việt Nam nó chung nhau ở chỗ là gì? Đó là các đại biểu Quốc hội hay là ở bên đó gọi là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ gì đó, đúng không? Thì là đại biểu cho quyền và lợi ích hợp pháp người dân, của toàn dân. Thế nhưng tại sao cái vai trò vị trí của Quốc hội ở bên Pháp nó lại yếu kém như vậy? Rồi là cứ nói là ban nghiệp đoàn cũng vậy. Tại sao nó lại như thế? Thế thì nó cái gì nó cũng phải có nguồn gốc của nó. Bây giờ chính phủ Pháp mấy thành phần trước đây các nhà kinh tế học đó, nó từng bảo là các nước đó người ta thích in bao nhiêu tiền thì in, tại sao bây giờ không in tiền? Nước Pháp mà ta không in tiền đi mà người ta sợ sợ phải là vỡ quỹ lương, đúng không? À, người ta có phát thêm tiền rồi đến lúc là gì, người ta tăng thuế thì cũng là còng lưng thôi nha, không thay đổi được gì đâu. Đấu với ai thì đấu. À, em rất là tham gia không gian mạng này mới thôi, em rất là để ý một cái câu nói mà em không nhớ ai nói, nhưng người đó người ta đã từng nói là nếu mà nói cộng sản Việt Nam độc tài thì các nước như Anh, Pháp, Mỹ, các nước tư bản nó còn bố của độc tài nữa. Đó là gì? Đó là người ta bảo đảm quyền lợi rất rõ ràng cho một bộ phận thôi, chứ không phải là toàn dân như ở Việt Nam đâu. Chúng ta nên nhớ một điều, ở Việt Nam chúng ta là đất nước của dân, cho dân và vì dân, đặt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là lên trên hết. Thế nhưng các nước đó thì chúng ta thấy như vụ xả súng ở Mỹ, chúng ta thấy rất là rõ. Bây giờ người ta thử khảo sát xem bao nhiêu phần trăm người dân Mỹ người ta mong muốn được được tự do súng đạn, bởi vì chỉ có những thành phần cờ lất cờ bơ như mấy cái thành phần này thì nó mới mong muốn vậy thôi. Mà chính cái bọn này nó ác, nó không phải ác với người dân Việt Nam đâu, nó còn ác cả với cái người dân ở cái nơi mà nó được cưu mang nữa kìa. Mà tự do súng đạn đấy, thì bọn nó đâu bao giờ nó dám ra đường đâu. Nó nói thì hay lắm, nhưng toàn trốn trong góc lên mạng nói thôi, chửi rủa Việt Nam mà ra đường sợ bắn chết. chui 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 còn bàn chui xuống còn bàn mở ra chim giống như Tân Sợ bắn chết. Thế nên là gì, nó tự ra súng đạn nó rất là hay. Hay ở chỗ là gì, người dân Mỹ người ta tự bắn nhau mà, thỉnh thoảng cũng có mấy anh cờ lơ phất phơ ăn bám Mỹ nhưng mà ít lắm. Thế thành ra là chúng ta thấy rất là rõ là cái bọn này á, là cái bản chất của nó không từ một cái thủ đoạn nào hết á. Thế nên là trước đây anh em mình hay đặt ra một cái nghi vấn, một cái câu hỏi đến nay mà chưa ai giải đáp, thậm chí những thành phần đó nó cũng chưa giải đáp được, đó là ai là người đứng sau chỉ đạo giật dây cho cái hội Nguyễn Văn Thiệu có thứ là bắn chết Ngô Đình Diệm ở trong xe bọc thép M113. Nó không bao giờ nó trả dám trả lời, và thậm chí nó không biết được, nó không, kể cả nó có biết nó không dám trả lời. Đó là cái bản chất của bọn nó như vậy, có nghĩa là nó không cần biết là nó phải bán đứng ai. Thế ngày hôm nay nó nói xấu nhà nước Việt Nam, nói xấu Bác Hồ hay nói xấu Đảng, hay là nó đưa vấn đề này vấn đề kia ở Việt Nam ra nó nói, chúng ta thấy không lấy gì làm lạ. Bởi vì cái bản chất nó như vậy, nó không cần biết nó bán đứng ai, nó không cần biết nó bán đứng cái tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, hay là nó bán đứng ai cả. Miễn là gì, đổ lại được cho bọn nó cái nhu cầu cá nhân, cái nhu cầu tầm thường cá nhân bọn nó là nó đạt được mục đích, vậy là nó cười rồi, là nó ca ngợi hết nấc rồi, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mà chúng ta cứ bám theo những thành phần này thì thực ra nó rất là khó. Khó ở đây không phải là chúng ta không không tranh luận với phản biện được, mà khó ở đây là đối với những thành phần mà người ta chịu lắng nghe, người ta chịu tìm tòi, người ta chịu
chịu phân tích và người ta đưa ra cái dữ liệu để so sánh thì chúng ta tranh luận nó còn có cái giá trị của nó. Còn đối với cái thành phần này đến đến cha ông nó còn làm thịt thì nó còn thương tiếc gì ai nữa, đúng không ạ? Nó bất chấp, thậm chí nó lên trên mạng là nó chửi rủa đủ các kiểu cả. Nó nói không có một thiếu ngôn từ thì nó không nói, mà trong khi nếu mà chúng ta nói cái ngôn từ nào đó nó hơi nặng nề một tí thì nó ngay lập tức nó sẽ đổ cho là do giáo dục của cộng sản như thế. Thế nhưng ngược lại chúng ta thấy chúng nó ở bên Mỹ với nhau, nhưng mà chúng nó lên diễn đàn chúng nó không có một cái câu từ nào mà chúng nó không chửi, không có bộ phận nào trên cơ thể mà nó không khoe ra được hết. Thế thì chúng ta thấy rất là rõ thôi, đó, văn minh nó nằm ở chỗ đó chứ đâu, đúng không ạ? Cái tốt đẹp nó nằm ở chỗ đó, chúng ta thấy được. Và khi ngày hôm nay nó lên không gian mạng nó cứ chửi rủa như vậy thì em thấy rất là bình thường, không có gì là mà trước đây thì có thể là cũng cảm thấy nó bức xúc, bởi vì có nhiều thông tin nó đưa ra nó không đúng, nhưng mà nó cứ nó viên cớ này viên cớ nọ. Nhưng dần dần ngày hôm nay thì em theo dõi nhiều thì em thấy cái chuyện này nó hết sức bình thường và nó phù hợp với này, nó đúng với bản chất và nó phù hợp với quy luật tư duy ngược của những thành phần như vậy. Nếu chúng ta mà không chấp nhận đó, thì vô hình chung chúng ta lại cản trở cái môi trường sinh sống và phát triển của một động vật quý, đúng không? Động vật quý hiếm. Đó là em có mấy cái thông tin mà em chia sẻ như vậy. Thế thì ngày hôm nay em có đọc một cái thông tin, hình như em cũng đang tìm, nhưng mà hình như là đợt tới này là bác Tổng Bí Thư hình như là được mời sang thăm Mỹ thì phải. Thông tin không biết, chưa em chưa chưa dám khẳng định chính xác hay không, bởi vì em cũng đang tìm. Em mới đọc được lúc nãy, nhưng mà nếu như mà chính xác thì đúng là một cái điều mà chúng ta thấy nó có một cái điều gì đó nó rất là lạ lùng nha. Dĩ nhiên là cái vấn đề mà chính phủ người ta mời nó hết sức bình thường thôi, góc độ ngoại giao mà. Thế nhưng đó thêm một cái cú tát nữa cho cái những thành phần mà nó chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta hiện nay đang sinh sống ở Mỹ và các nước khác, để nó thấy được là gì. Đồng ý, em vẫn khẳng định là Mỹ chưa bao giờ người ta từ bỏ cái mục tiêu của người ta đối với Việt Nam chúng ta. Thế nhưng ít nhiều gì đó thì cái góc độ ngoại giao và cái tầm quan hệ của hai nhà nước nó đã có sự thay đổi rất rõ ràng trong rất nhiều năm vừa qua, và cái điều đó nó khẳng định được cái giá trị, cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và cũng từ đó chúng ta thấy được là cái bọn mà nó đang gọi là con hoang mà ăn ở đậu của Mỹ thì nó có giá trị gì không đối với chính phủ Mỹ, trong khi nó cứ suốt ngày nó lên mạng nó gào, đúng không ạ? Nó gào thì nó chống phá lại nhà nước, chống phá lại đảng, thậm chí là miệt thị người dân Việt Nam chúng ta. Đấy là có mấy cái mà nội dung mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay như vậy. Cảm ơn anh Tư Quang và cô chú anh chị đã lắng nghe. Ok, đúng. Nãy giờ Phèo đưa kèo, mình sẽ tìm hiểu xem là thằng cội này là ở trong nước hay ở ngoài nước. Thì Phèo nó là ở trong nước. Cái gì ý là gặp cái gì Việt Cộng nằm dùng là bắn vậy đó. Chắc Phèo họ không kỹ coi chừng nó bắn là nếu mà này chắc bắn súng gì. Thì ghi súng nước thì sao đâu bà, đúng không? Nhiều khi nó có súng nước thích nó bắn thì chuyện bình thường. Nhưng mà có kèo này vui ra chung là với mọi người nè, để chúng ta thấy rõ được cái sự giá trị ở trong mặt kép á, giá trị trong mặt kép của cái lũ ba que xào lá nè. Chung với mọi người nhớ không? Mọi người từng biết trước đây đúng không, ở hải ngoại á, đặc biệt là cái thằng Trương Quốc Huy vừa rồi á, nó lên nó bài trừ vấn đề gì là VinFast là vì xe sản xuất của Việt Nam và của cộng sản, đúng không? Là nó không xài, đúng không? Và cái đám ba que cũng vậy, cái lũ ba que cũng vậy, nó có một cái phong trào, nó đặc biệt cái tổ chức Việt Tân á, nó bài trừ và cái xe VinFast rất là ghê, thậm chí là những ai cá nhân nào sử dụng xe VinFast thế này thế nọ nó đánh phá rất là kinh khủng, đúng không? Đúng không? Thì vừa rồi á, trên cái không gian mạng có cái một cái thông tin là Ngô Kỷ chạy xe VinFast. Ngô Kỷ chạy xe VinFast, mà vấn đề ở đây mình chưa biết là chạy thử hay là ai mua cho hắn hay là như thế nào, nhưng mà đã liên quan tới VinFast đúng không, thì có nghĩa là liên quan vì sạn vừa cộng sản rồi gì nữa. Vậy cái lũ ba que đó có ngon á, cả cái lũ ba que tụi nó xếp hàng vô làm cái gì Ngô Kỷ giùm mấy coi, làm đi để chứng minh cho người dân trong nước thấy là tôi đây, chúng tôi là tập đoàn ba que toàn cầu, rất bài trừ đồ với a bậc cờ thế này thế nọ, phải không?
Ngô Kỷ trước đây là thành phần chống cộng mà tại sao lại đi xe VinFast vân vân mây mây đó. Cái tập đoàn ba que toàn cầu á, nó thử ngon nó làm gì Ngô Kỷ hay ra ngay tại thủ phủ ba que tụi bay luôn đó. Mà tiếc quá, trong những trong đây không có ba que nào nó hiện hình để mình thông qua đó mình truyền tải thông tin chung với, đúng không? Thôi tức là mình xuống thang tí, đúng không? Đó, chung công nhận không? Đó, giờ cái tập đoàn ba que đó, phố Bô Sa đó, nơi gió tanh mưa máu gì đó, thử gì làm Ngô Kỷ xem, thể hiện đi. Nó không dám đâu anh ơi, chẳng qua là nó lên không gian mạng thì nó, tại sao thì chúng ta hay thấy này, nó lên không gian mạng thì nó chỉ nói tiếng Việt, nó làm kênh YouTube nó cũng chỉ nói tiếng Việt. Nó đâu bao giờ nó nói tiếng Anh, tiếng Mỹ hay tiếng Canada, tiếng Úc gì đâu. Bởi sao? Bởi vì thế này, nó mục đích là nó gì? Nó chống phá thì nó muốn thay đổi cái tư tưởng. Đặc biệt là các bạn trẻ ở Việt Nam thì nó thường xuyên là nó đưa ra thông tin như vậy. Thế nhưng bây giờ nó có thể là, có lẽ nó không biết ở bên đấy thế nào, nhưng theo em nghĩ là hình như nó hơi kém ở góc độ mà nghiên cứu về thị trường tư tưởng đi. Chúng ta hay nói thị trường tư tưởng. Bởi vì cái giới trẻ Việt Nam bây giờ người ta không thiếu gì các nền tảng mạng xã hội để người ta nghiên cứu à. Không thiếu gì các thông tin để người ta nghiên cứu. Thế nên là ít nhiều nó có bị ảnh hưởng hay không thì có. Nó có lừa được một số người nhảy rẻ cả tin hay không thì có. Thế nhưng cái số lượng nó không đáng kể. Và dần dần là gì? Chỉ còn các cái hội đó nó chơi với nhau thôi. Đấy, ở bên Mỹ các nước đó nó chơi với nhau. Chứ còn ở giới trẻ Việt Nam này, chẳng hạn như là người ta có nghe rồi dần dần người ta ấy thôi, một người ta cũng tìm hiểu được một vài cái người mà người ta nhẹ dạ cả tin thì chống phá nhà nước Việt Nam thì cũng đã bị xử lý rồi, đúng không ạ? Dần dần nó cũng chả còn mấy nữa. Thế nên là ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất là rõ, nó lên mục đích là nó lừa mị người dân trong nước là chính, chứ còn để mà đến mà để xử lý Ngô Kỷ em có cho kẹo nó không dám. Em nói thật, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất nó cũng thừa hiểu luật pháp Mỹ người ta quy định như thế nào. Hai thằng cãi nhau không mà kiện nhau ra tòa, nó còn cấm cách phải đứng cách nhau bao nhiêu bước mà, thì làm gì có cái chuyện dám. Xin thưa hội này á, giống như thằng Trung Quốc Huy nó từng nói rất nhiều lần ở cái bên này như này, chúng ta nhớ cái vừa rồi cái clip mà một cái câu chuyện nó rất là buồn cười, chúng ta nhớ lại cái clip mà Hoa Bắc á, Hoa Bắc anh nhớ không? Mà cái đợt sang Mỹ cùng với lại Vương Phạm với Johnny Đặng á, thì đưa lên cái thông tin là bị truy đuổi thế này thế kia, xong cũng quay clip lên là để xem cảnh sát ở Mỹ người ta như thế nào, rất là hiền hòa nha các bạn, rất là điềm nở nha, rất là tuyệt vời luôn, nói chuyện rất là nhẹ nhàng đó. Sau khi kiểm tra xong không vấn đề gì, người ta cho đi à. Xong hôm vừa rồi nhà hàng bị tạt sơn đúng không, thế là báo cảnh sát nó kêu mày tìm được nó đi rồi mày báo với tao, lên tức quá chửi loạn trên không gian mạng. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, đó là cũng vì quyền lợi cả thôi, cũng vì này vì kia cả, vì mục đích cá nhân cả, chứ làm gì có cái chuyện đấy. Trước thì ca ngợi, sau thì lại chửi. Chúng ta thấy rất là rõ, thì không có gì là lạ đâu. Còn cái vấn đề mà cái hội kia mà dám đến làm gì Ngô Kỷ, em nói thật, cho kẹo không dám, lên không gian mạng nói to vậy thôi, chứ thực tế thì không bao giờ dám. Vậy là mà động vào ai chứ, động vào Ngô Kỷ thì vậy là... động vào ông nội bọn nó đâu. Vậy là chứng tỏ bây giờ lại có thêm khái niệm mới là ba que cùi bắp nữa hả Trung? Chứ không. Đúng không? Không bằng bắp nữa anh, nó đâu có giá trị gì đâu. Đó. Bắp nó, đúng không? Bắp nó không có giá trị. Đó, tức là qua câu chuyện đó mình muốn truyền tải để làm gì? Từ Incubiba đi ra ngoài rồi, đúng không? Truyền tải cho mọi người thấy là cái giá trị của bọn ba que nó nằm ở chỗ nào, đúng không? Giá trị bọn nó chẳng có một chút giá trị nào cả. Nó thẳng cái tụi cái lũ ba que nó chẳng có một chút giá trị nào hết. Cho nên là nó nói nó xuyên tạc gì đó, chuyện của nó chừng nào gặp mặt trực tiếp đối chất thì chúng ta cùng giao lưu thì nó vui tí. Dạ. Ok, Trung có muốn chia sẻ gì thêm không? Em cũng cảm ơn anh và cô chú anh chị đã quan tâm lắng nghe. Em xin phép xuống cái buổi ngày hôm nay ở đây. Ok. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại ạ. Bye bye.